Xin mời cả lớp chúng ta hãy ổn định cơ thể ở trên thảm. Hai tay tách nhẹ xương mông để xương ngồi áp chặt xuống như sàn. Cuộn một vòng cho vai. Xoay bả vai ra sau. Giữ đốt sống cổ thẳng trên đốt sống thắt lưng của mình. Hít sâu. Thở chậm. Hít sâu. Thở chậm, hai tay chắp trước ngực, mắt nhắm nhẹ. Cả lớp cùng thực hành 3 tiếng ôm để đánh thức năng lượng của chính mình, kết nối năng lượng với lớp học và kết nối năng lượng với vũ trụ. Hít sâu nào. Ôm. Hít sâu. Lần cuối hít vào. Hai tay thủ ấn Shimura, ngón trỏ đặt dưới ngón cái, đặt nhẹ trên gối. Giữ lưng thật thẳng. Hai mắt nhắm nhẹ. Cắt nhẹ đôi môi. Uốn cong đầu lưỡi. Chạm vào nướu hàm trên. Hai tay thả lỏng. Chúng ta cùng thả lỏng toàn bộ cơ thể. Thả lỏng vầng trán. Thả lỏng đỉnh đầu. Khuôn mặt mềm mại. Đôi môi mỉm cười. Hít một hơi thật chậm. Thở một hơi thật chậm. Thả lỏng toàn bộ tâm trí. Tập trung quan sát hơi thở của chính mình. Hít vào một hơi thật sâu. Chậm chậm thở ra. Hít vào một hơi thật sâu. Chậm chậm thở hết hơi ra bên ngoài. Cảm nhận hơi thở đi vào, đi ra bên trong cơ thể. Chúng ta ai cũng đều có một vài góc tĩnh để tìm thấy sự bình yên cho riêng mình. Với tôi, đó là một góc quán nhỏ thân quen. Với bạn, có thể là mái nhà cùng những người thân thương, hoặc có khi chỉ cần một lời nói, một cái nắm tay nhẹ nhàng của ai đó cũng đủ khiến lòng mình bình yên. Hãy cảm nhận sự bình yên bên trong cơ thể bạn. Cảm nhận sự bình yên xung quanh chúng ta lúc này. Cảm nhận được hơi thở tươi mát trong lành của buổi sáng sớm hôm nay. Hít một hơi thật sâu. Thở một hơi thật chậm. Bình yên đến từ tâm hồn của chính mình. Bình yên đến từ cuộc sống mình cảm nhận xung quanh. Hít một hơi thật sâu. Thở một hơi thật chậm. Cảm nhận hơi thở đi vào, đi ra bên trong cơ thể bạn. Cảm nhận sự tươi mới trong lành, tĩnh tại hoàn toàn. Để cảm nhận hơn nữa hơi thở của chúng ta, sâu và chậm, mời cả lớp chuẩn bị luyện sinh khí đầu giờ. Hít vào nhẹ nhàng, đưa hơi qua hai cánh mũi, xuống cuống họng, xuống bụng, căng tròn cơ bụng lên. Thở ra chậm rãi, nhẹ nhàng, hóp sâu bụng lại, tống hết hơi ra ngoài. Hít vào theo nhịp đếm, 1, 2, 3, 4,
5, thở ra. 10, 9, 8, 7, hóp sâu bụng lại. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, căng cơ bụng. 1, 2, 3, 4, 5. Thở ra chậm chậm, hóp sâu bụng lại. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lần nữa hít vào. 1, 2, 3, 4, 5. Thở ra hóp sâu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lần cuối hít vào. Căng tròn cơ bụng lên. Nín thở, giữ hơi. Thả lỏng vầng trán. Giữ thẳng cột sống. Giữ hơi giúp chúng ta tăng sức bền, tăng sức chịu đựng cho cơ thể. 3, 2, 1. Hóp sâu bụng lại, tống hết hơi ra bên ngoài. Lần nữa hít vào, căng tròn cơ bụng lên. Thở ra chậm rãi, hóp sâu bụng lại, tống hết hơi ra bên ngoài. Mời cả lớp đưa hơi thở về hơi thở tự nhiên nào. Hít sâu, thở chậm. Hít sâu, thở chậm. Hai tay ôm nhẹ gối. Cằm hướng nhẹ về ngực. Giữ thẳng cột sống. Hít vào, ngẩng mặt, vươn cằm, nâng cổ. Co nhẹ trở tay, đẩy lồng ngực về phía trước nào, mở căng lồng ngực luôn cả lớp. Thở, hóp bụng, cằm về sát ngực, gù lưng lại. Kéo căng trở tay, gù lưng ra sau nào, tách hai bả vai. Hít hai, ngẩng mặt, vươn cằm, nâng cổ. Thở, hóp bụng, cằm về sát ngực, gù lưng, tách vai ra. Hít ba, ngẩng mặt, vươn cằm, nâng cổ. Đẩy lồng ngực về phía trước nào cả nhà, chuồn nhẹ trở tay lại nào. Giữ ở đây. 3, 2, 1. Thở, hóp bụng. Cằm về sát ngực. Gù lưng lại, tách hai bả vai ra. 3, 2, 1. Hít mặt về chính diện. Hít vào nhẹ nhàng, xoay cổ sang bên phải. Hướng cơ cằm lên trên. Thở chậm rãi, kéo dài biên độ cổ sang bên trái. Thở hết hơi ra, hướng cằm lên. Hít hai, xoay cổ sang phải. Thở chậm rãi đổi bên sang trái. Lần cuối, xoay nhẹ cổ sang phải. Hít sâu, thở chậm. Thả lỏng hai bả vai, giữ thẳng cột sống. 3, 2, 1. Thở chậm rãi đổi bên. Giữ ở đây, hít sâu, thở chậm. 3, 2, 1. Hít mặt về chính diện. Hít vào, vươn hai tay lên cao. Vươn thẳng hai tay lên trần. Xòe căng 10 đầu ngón tay của mình. Thả lỏng cầu vai. Hóp sâu bụng rốn. 3, 2, 1. Hai tay chắp, nhẹ nhàng kéo hai tay về phía trước.
Kề sát lòng bàn tay của mình vào nhau, tạo độ nóng ấm cho đôi tay của chúng ta nào. Kề sát mạnh hai tay mình vào. Rồi có hơi ấm rồi, hãy đưa tay chúng ta lên mắt, cho hơi ấm tràn vào mắt. Massage nhẹ đôi mắt của mình. Rồi kéo nhẹ hai tay về phía trước, mắt nhìn vào lòng bàn tay, nhắm mắt, mở mắt, nhắm mắt, mở mắt. Rồi hai tay chắp trước ngực, cúi đầu chào nhau. Namaste. Nguyễn Huyền xin chào cả lớp mình một lần nữa. Chủ đề hôm nay của chúng ta đi thì nó hơi mở lưng trên ha, nhưng mà mở nhẹ nhàng thôi. Và bài tập hôm nay cũng rất là đơn giản nha. Rồi chúng ta chuẩn bị vào bài tập chính nào. Huyền sẽ chọn màn hình mẫu, tôi coi cái màn hình ai sáng mà đẹp ha. Rồi hít vào, vươn hai tay lên cao, vươn thẳng hai tay lên. Thở, hóp bụng, vươn dài người về phía trước 45 độ. Tùy từng người chủ trì. Rồi. Chị Thu ha, mời chị Thu, bữa nay cái màn hình rất là đẹp. Hít vào, vươn lên. Thở, hấp bụng, vươn dài người về phía trước lần 2. Hít vào, nâng lên. Chúng ta vươn dài thôi, toàn bộ cái mông mình áp chặt xuống sàn cả nhà ha, đừng có vểnh mông theo nha. Thở, hấp bụng, vươn dài người về phía trước lần cuối nào. Hai tay kẹp sát mang tay, rút bụng vào trong. Áp chặt hai mông xuống sàn. Hít sâu, thở chậm đi cả nhà. 3, 2, 1. Tiếp tục vươn dài hơn nữa về phía trước nào. Vươn dài hơn nữa về phía trước cả nhà. Không có nâng lên nào. Vươn dài về phía trước. Dần dần hạ thấp người mình xuống nào. Tay mình vẫn kẹp sát mang tay. Hạ cơ thể đi cùng với tay luôn, tôn lý. Đúng rồi. Hạ thấp. Rồi, ai tốt nào, chúng ta hạ bò hai tay về phía trước, trán chạm được dưới sàn. Trán chạm được với sàn cả nhà nha, nếu ai tốt còn không, chưa tốt thì cũng không sao, mình cứ rướn cái lồng ngực lên để thẳng cái lồng ngực, cột sống lưng ra. Rồi, hít sâu thở chậm nào, bò dài hơn nữa về phía trước nào cả nhà. Kéo căng toàn bộ cái phần đốt sống lưng của chúng ta theo cái hướng chiều hướng thẳng này nào. Rồi chậm rãi thở, vươn dài và bò dài về phía bên phải. Vươn dài và bò dài về phía bên phải cả nhà, đi chậm thôi. Chạm cái trán của chúng ta xuống sàn và ai tốt thì bò chậm rãi tay và trán chúng ta qua phía bên phải nào. Kéo căng toàn bộ eo lườn của bên trái ra nào. Vươn dài hơn nữa đi cả nhà. Vẫn giữ tư thế đó. Đúng rồi. Hít vào, chậm rãi bò về giữa. Thở, chậm rãi bò sang trái nào. Hít sâu, thở chậm. Tiếp tục. Hít vào. Về giữa. Rồi chậm rãi. Thu người về. Vươn hai tay lên cao. Thở. Hạ tay phải bên hông phải, tay trái kẹp sát mang tay. Nghiêng lườn sang bên phải. Áp chặt hai mông xuống sàn, không vểnh mông lên.
Hít vào, nâng lên, vươn hai tay lên cao. Thở, hạ tay sang trái đổi bên. Đẩy căng lồng ngực về phía trước cả nhà. Hít vào, vươn lên. Thở hạ sang phải, lần hai. Ai tốt thì chọn tay phải của chúng ta chạm sang, tay trái kẹp sát mang tay. Hít vào, vươn lên. Thở hạ sang trái, đổi bên. Chọn tay trái, chạm được xuống dưới thảm. Tay phải kẹp sát mang tay. Nghiêng lườn sang trái. Hít sâu thở chậm, áp chặt mông xuống sàn. Đẩy căng lồng ngực về phía trước. Hít vào, nâng lên. Thở hạ sang phải lần cuối. Hít sâu, thở chậm đi nào cả nhà mình. Đẩy lồng ngực về phía trước, áp chặt mông, hạ chỏ tay xuống sàn. Giữ ở đây. 3, 2, 1, hít vào, nâng lên. Vươn dài cơ thể lên nào, siết bụng lại, kéo dài toàn bộ cột sống. Thở, hạ bên trái lần cuối. Giữ ở đây. 3, 2, 1, hít vào, nâng lên. Thở, hạ hai tay ra sau. Mũi tay hướng về phía mông, cách mông một bàn tay. Hạ hai mu bàn chân xuống dưới thảm. Hít vào. Xoay một vòng cho vai. Đẩy lồng ngực về phía trên nào. Đúng rồi, mở vai, mở ngực ra nào. Hấp bụng. Rút mông, hông lên cao. Siết bụng lại, đẩy hông mông lên cao. Hai đầu gối chúng ta lúc này chống xuống dưới thảm. Thở hạ xuống nhẹ nhàng. Tiếp tục. Xoay vai, mở ngực, siết bụng, nâng hông và mông lên cao. Thở hạ xuống lần hai. Lần cuối, xoay vòng cho vai, đẩy căng lồng ngực. Hấp bụng, siết sâu bụng vào trong. Hít vào, nâng hông mông lên cao. Hít sâu, thở chậm đi nào cả nhà. Giữ thế. 3. Cầm hướng nhẹ về cổ, không đẩy cầm ra sau, không đẩy cổ ra sau. Siết bụng, nâng hông cao lên nửa sơn trần. 2. 1. Thở hạ xuống nhẹ nhàng. Rồi mời cả lớp xoay người chúng ta lại nào. Đưa người về tư thế con mèo. Về tư thế cái bàn ở cả nhà mình. Chị Hiền Trần có nghe rõ không ạ? Ký mũi chân sâu xuống dưới sàn nào. Áp chặt lòng bàn tay xuống thảm, mặt nhìn về phía trước, siết bụng, giữ thẳng cột sống. Hít vào, võng lưng, vươn ngực, rướn cằm. Thở, hấp bụng, cuộn từng đốt sống lưng, cằm về sát ngực, tách vai, gù cao lưng lên.
hít hai, võng lưng, vươn ngực, rướn cằm. Thở, hóp bụng, cuộn từng đốt sống lưng cằm về sát ngực. Lần nữa nào, hít vào, võng lưng, vươn ngực, rướn cằm. Mắt chúng ta nhắm nhẹ để tránh nhăn vùng trán cả nhà nha. Thở, hóp bụng, cuộn từng đốt sống lưng cằm về sát ngực. Giữ ở đây nào, hít sâu, thở chậm. Đẩy căng cái cầu vai chúng ta hơn nữa nào cả lớp. 3, 2, 1, hít mặt về chính diện. Ký mũi chân, rút bụng, nâng gối, đẩy hông lên cao về tư thế cho úp mặt duỗi mình, thở hết hơi ra. Ai tốt thì gót chân chúng ta áp chặt xuống dưới thảm. Ai chưa tốt thì hơi co nhẹ cái khớp gối lại để toàn bộ gót chân áp chặt xuống dưới sàn. Đẩy bả vai ra sau, hít sâu thở chậm. Chị Hiền Trần đẩy vai ra sau. Thì Tú Văn đưa cái đỉnh đầu, đừng có hạ thấp cái đỉnh đầu của mình xuống quá. Đưa cái tay chúng ta song song với cái tay. Đúng rồi, hướng cái đầu mình về lại. Đúng rồi. Hít vào, nhón cao gót chân. Thở, hạ gót chân xuống thảm. Lần nữa, hít vào, nhón cao gót chân. Nhón cao gót chân lên thẳng hết toàn bộ gân kheo ra cả nhà. Chân chúng ta đang nhón rồi, chúng ta có một cái biên độ rất là rộng. Nhón cao gót chân. Đúng rồi, siết bụng lại, kéo cao cái đỉnh mông lên trần hơn nữa. Cảm giác giống như ai kéo cao toàn bộ đỉnh mông của mình lên trần. Đúng rồi ha, tư thế này chị Ngọc Ánh làm rất là đẹp nè. Chị Lưu Liên. Chân phải chuẩn bị, hít đá chân phải sang ngang. Mũi chân hướng về phía đỉnh đầu. Gót chân đạp mạnh ra sau. Thở, hạ chân phải trước chân trái, một bàn chân gót chân phải trước ngón cái của chân trái nào. Đúng rồi cả nhà. Hít hai, đá chân trái sang ngang. Ai chúng ta gần vách tường quá, mình kéo hơi xa ra nha, để cái chân chúng ta vung được hết biên độ của chân nào. Thở, hạ chân trái trước chân phải, một bàn chân. Siết sau bụng rốn lại cả nhà. Tay chúng ta vẫn đặt vị trí cũ, không dịch chuyển tay của mình đi đâu hết ha. Thứ hai, đá chân phải sang ngang. Hóp sau bụng. Thở, đặt chân phải trước chân trái, một bàn chân. Càng về phía đỉnh đầu, đôi tay của chúng ta rất là nặng. Siết bụng, đẩy cao đỉnh mông lên. Lần nữa, hít vào, đá cao chân trái, nhón gót chân lên cả nhà, chạm cái mũi chân xuống sàn thôi. Thở, tiếp tục, đặt trước chân phải, một bàn chân. Hít vào, lần cuối, đá chân phải sang ngang. Nhón cao gót chân lên cả nhà, chị Thu nhón gót chân lên. Đúng rồi, thở, đặt chân phải bên cạnh chân trái. Hít sâu, thở đều, hạ gót chân xuống thảm. Co nhẹ khớp gối. Cò cúi gập sâu, bụng chạm vào đùi. Co nhẹ khớp gối để bụng chạm vào đùi cả nhà. Hít sâu, thở chậm đi nào. Hít vào. Nhón cao gót tay, vươn ngực, nâng cằm, về chậm, còn ngẩng mặt. Thở,
hóp bụng cò cúi gặp sâu. Hít vào, hai tay vươn lên cao, vươn thẳng cơ thể lên trần. Cuộn cơ mông lớn, hóp bụng. Siết bụng lại nào. Cuộn cơ mông lớn xuống dưới sàn. Hít vào, nhón cao gót chân. Thở hạ gót chân xuống sàn. Lần hai, hít vào, nhón cao gót chân. Kéo dài cơ thể chúng ta ở biên độ này nào. Vậy hiện trần hóp bụng lại, cuộn cơ mông lớn xuống, chị bị võng lưng rồi, võng thắt lưng sẽ vào, thắt lưng rất đau ha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hạ gót chân xuống thảm. Cúi người, cò cúi gập sau nào. Áp chặt lòng bàn tay xuống thảm, co nhẹ khớp gối. Áp chặt lưng vào bụng để kéo dài toàn bộ đốt sống lưng của mình được ra. Chân phải hít bước dài, chân phải ra sau. Nín thở, rút trái về bằng phải. Đẩy người về phía trước tấm ván. Đạp mạnh gót chân ra sau cả nhà, gót chân đạp ra sau, người mình kéo dài về phía trước, lúc này nó mới vô cơ bụng nhiều hơn. Chị Tú Văn nâng bụng lên, nâng hông lên, chị Tú Văn nâng hông. Nâng hông nữa nào. Đúng rồi. Thở hạ gối. Hạ ngực giữa hai tay cầm chạm sàn, mông nhô cao. Duỗi mũi chân, cuộn một vòng cho vai, lướt người lên, tư thế con rắn. Lướt lên, không có trường ra sau, lướt người lên, tư thế con rắn. Đúng rồi. Thả lỏng cầu vai, áp chặt bụng dưới xuống dưới sàn. Ký mũi chân, rút bụng, nâng hông về cho ấp mặt duỗi mình, thở hết hơi ra. Hít vào, nhón cao gót chân. Đi từng bước chân nhỏ về phía đỉnh đầu. Đi bằng mũi chân cả nhà. Hóp sâu bụng, kéo cái mông của chúng ta lên trần. Tay áp chặt xuống dưới sàn. Đi chậm, thẳng gân heo. Ai chúng ta về trước rồi thì vẫn đứng bằng cái mũi chân của mình, nhón gót chân lên, chờ lớp mình về cùng lúc luôn nào. Cả lớp cố lên. Đúng rồi. Hạ gót chân xuống thảm, co nhẹ gối, cúi người, cò cúi gập sâu. Mềm mại từng đốt sống lưng của mình ra lúc này. Kéo dài toàn bộ đốt sống lưng. Hít vào, hai tay vươn lên cao, vươn thẳng cơ thể lên trần. Thở, hóp bụng, vươn dài người về phía trước, hai tay đặt cạnh chân, đỉnh đầu chúc xuống sàn, thở hết hơi ra. Áp chặt lòng bàn tay, chân trái hít bước dài, chân trái ra sau. Nín thở, rút chân phải về bằng chân trái, đẩy người về phía trước tấm ván. Đạp mạnh gót chân ra sau cả nhà. Gót chân đạp ra sau. Chị Thu gót chân đạp ra sau. Đúng rồi. Siết sau bụng rốn. 3. Tôn Lý nâng hông. Chị Như Hạnh nâng hông. 2. 1. Thở hạ gối.
hạ ngực giữa hai tay cầm chạm sàn mông nhô cao. Duỗi mũi chân, xoay một vòng cho vai, lướt người lên tư thế con rắn. Thở hạ trán chớp mũi chạm sàn. Lần này hạ trán chớp mũi chạm sàn cả nhà. Rồi tay của chúng ta dời ra sau cho nó bằng cái ngực của mình ha. Ai chưa có bằng ngực thì hơi dời tay ra sau cho bằng ngực nào. Siết bụng lại. Hít vào. Nâng ngực, nâng đầu lên. Thẳng luôn cánh tay về chó ngẩng mặt. Thẳng luôn cánh tay về chó ngẩng mặt, đúng rồi cả nhà. Hóp sâu bụng lại. Thả lỏng cầu vai. Thở. Hạ trán chớp mũi chạm sàn. Hít hai. Nâng ngực. Thẳng tay. Về chó ngẩng ngẩng mặt. Thở hạ trán chớp mũi chạm sàn lần hai. Tiếp tục hít vào, nâng ngực, nâng tay. Siết sau bụng lại. Rồi nào, thở, xoay mặt sang bên phải. Mắt nhìn vào góc chân trái nào. Cố gắng nhìn thấy góc chân chúng ta vẫn để xuống bình thường cả nhà, chúng ta xoay mặt sang phải. Cố gắng vặn xoắn xoay nhiều hơn nữa. Để liếc mắt được nhìn về góc chân trái. 3, 2, 1. Hít vào về giữa. Thở, xoay mặt về phía bên trái đổi bên. Ba, hai, một, hít mặt về giữa. Ký mũi chân, rút bụng, nâng hông mông lên, về lại cho úp mặt duỗi mình, thở hết hơi ra. Hít vào nhón cao gót chân. Chân phải hít đá chân phải ra sau. Mũi chân hướng xuống sàn. Thở đẩy người về phía trước, đặt chân phải giữa hai tay. Tay chúng ta không dịch chuyển nào cả nhà, khi bước lên cố gắng giữ nguyên tay ở vị trí cũ ha. Đạp mạnh gót chân ra sau. Chỉnh cơ thể lúc này. Nhẹ cho lòng bàn tay của mình, chống cơ thể bằng 10 ngón tay của mình thôi nào. Rướn ngực vươn cằm. Ổn định cơ thể. Hít vào nâng người lên, hai tay vươn lên cao kẹp sát mang tay. Thở hóp bụng. Đẩy hông mở ngực ngã người ra sau. Cơ đùi trước vuông góc, đạp mạnh gót chân ra sau. Để cho hai cơ đùi chúng ta làm việc ở đây. Hạ thấp cơ đùi trước xuống cho vuông góc nào cả nhà. Xoay người lại về phía chính diện. Hít vào, nâng lên. Tay chúng ta vẫn giữ, cơ thể chúng ta vẫn giữ đó. Rồi, hạ hai tay sau gáy của mình. Thở. Tiếp tục hóp bụng, đẩy hông, mở ngực, ngã người ra sau. Lần này hãy ngã sâu hơn nữa nào. Cả toàn bộ cái phần đầu gáy chúng ta nằm trong lòng bàn tay. Cầm hướng nhẹ về xương ức, không có ngã cổ ra sau. Chúng ta chỉ đẩy hông, mở ngực, ngã người thôi. Cuộn cơ mông lớn xuống, siết cái phần bụng chúng ta lại nào. Giữ ở đây. Tôi xem ai chưa dồn lực vô nào. Tôn Lý đẩy hông mở ngực ngã người. Đúng rồi, đưa lực vào toàn bộ cơ thể chúng ta.
giữ lại, siết sâu hơn nữa nào. 3, 2, 1, hít vào vươn lên, hai tay vươn lên cao. Hóp bụng, vươn dài người về phía trước 45 độ. Giữ ở đây 3 hơi nữa nào. 3, 2, 1. Thở ra hóp bụng, gập dài người về phía trước, hai tay đặt cạnh chân. Rút chân phải ra sâu bằng chân trái, đẩy người về phía trước tấm ván. Giữ ở đây. Xương trần rút bụng đẩy hông lên xương trần. 3, 2, 1. Đẩy hông về lại cho ấp mặt duỗi mình thở hết hơi ra. Tiếp tục, nhón cao gót chân lên nào. Chân trái, hít đá cao chân trái. Thở, đặt chân trái đẩy người về phía trước ở giữa hai tay. Áp chặt lòng bàn tay xuống dưới thảm cả nhà, không có dịch chuyển đôi tay của mình. Siết bụng, chúng ta bước dài về phía trước. Chỉnh cơ thể, chống cơ thể bằng 10 ngón tay của mình, vướng ngực nâng cằm. Ổn định tư thế. Hít vào, vươn hai tay lên cao, hai tay kẹp sát mang tai. Đạp mạnh gót chân sâu ra sau, cơ đùi trước vuông góc. Cuộn cơ mông lớn xuống, hóp bụng, đẩy hông, mở ngực, ngã người ra sau. Hít vào, nâng lên, hai tay đặt ra sau gáy của mình. Tiếp tục thở, hóp bụng, đẩy hông, mở ngực, ngã người. Giữ đi cả nhà. Siết cơ bụng lại, cuộn cơ mông lớn xuống. 3, 2, 1. Hít vào, nâng lên, vươn thẳng hai tay lên. Thì Tú Văn sao buông thế rồi? Thở hóp bụng gập dài người về phía trước 45 độ. Giữ, siết bụng lại. Lúc này toàn bộ cơ thể chúng ta được căng ra cả nhà, cơ đùi, gót chân sau, đạp mạnh ra sau, tay vươn dài về phía trước. Kéo toàn bộ đốt sống của chúng ta căng căng hoàn toàn ở tư thế này. Thở, hóp bụng, vươn dài người về phía trước, hai tay đặt cạnh chân. Áp chặt tay xuống dưới thảm, rút chân trái ra sau bằng chân phải, đẩy người về phía trước tấm ván. Hít sâu thở chậm. 3, 2, xương trần đẩy mông lên, đẩy cái bụng lên, bị võng thắt lưng rồi. 1, thở hạ gối. Chỉnh cơ thể chúng ta về lại tư thế cái bàn. Mắt nhìn về phía trước cả nhà. Hít sâu thở chậm đi nào. Hít sâu thở chậm. Chân phải chuẩn bị hít. Đá chân phải ra sau. Rồi co nhẹ hướng cái mũi chân chúng ta co mũi gót chân về mông. Co gót chân về mông đúng rồi. Lòng bàn chân hướng lên trên trần. Thẳng từ cái khớp gối đến cái khớp hông chúng ta trên một đường thẳng. Lòng bàn chân hướng lên trần chị Thu. Lòng bàn chân, bẻ cái lòng bàn chân đúng rồi cả nhà, lòng bàn chân đang hướng mũi chân rồi, lòng bàn chân nào hướng cái mũi chân ra sau á chị, mũi chân hướng ra sau để lòng, đúng rồi, giữ tư thế đó cả nhà, nâng cái phần hông chúng ta lên cao nữa, đẩy mạnh cái lực lên cái cầu vai, đẩy cái cầu vai lên cao,
Giữ thở vẫn giữ cái chân chúng ta như vậy ha, hạ xuống không chạm thảm, chân mình vẫn giữ như vậy, chỉ cần hạ cái gối xuống không chạm thảm thôi. Đúng rồi, hít vào nâng lên, lòng bàn chân vẫn hướng lên trần, mũi chân đạp ra sâu, thở hạ gối không chạm thảm lần hai. Tiếp tục hít vào nâng lên, siết bụng lại, nâng cái phần thắt lưng lên, dùng một lực ép lòng bàn tay xuống thảm, đẩy cái cầu vai lên cao, siết sau bụng rốn lại, giữ ở đây nào. 3, 2, 1, thở, hạ chân, đẩy người về phía trước, co gối chạm trán. Co gối chạm trán nào, đúng rồi. Lần này thì duỗi mũi chân ra, cố gắng gù thắt lưng hơn nữa nào cả nhà mình. Lưng chúng ta nãy giờ mở được 2 lần rồi ha, gù thắt lưng cao hơn nữa, co gối chạm trán. Giữ. 5, siết sau bụng lại, gù thắt lưng hơn nữa nào. 4, 3, 2, 1, hít vào, đá cao chân lên lại nào. Tay trái hít vào, vươn tay trái lên, kẹp sát mang tay. Rút sau bụng rốn, chân chúng ta co lại, chân mình co lại, lòng bàn chân hướng lên trần. Rồi, vòng tay ra sau, tay nắm lại được cổ chân của mình. Hít vào, kéo bung cơ thể chúng ta lên cao nào cả nhà. Mở căng lồng ngực hơn nữa. Hít sâu thở chậm. 3, 2, 1. Rồi tắt nhẹ tay chân, hạ chân xuống thảm. Hạ tay chúng ta xuống sàn luôn nào. Hít sâu thở đều. Tay phải chúng ta hít, vươn tay phải lên cao. Tay phải đâu nào? Đúng rồi. Thở, luồn tay phải qua nách trái. Nâng cái tay mình lên, chưa có hạ tay mình xuống, chưa hạ bả vai, chưa có hạ gì hết. Tay vẫn ở trên cao, chúng ta chỉ mới luồn qua thôi. Hít vào, vươn tay phải lên cao. Thở, luồn tay phải qua nách trái, chưa hạ hai cả nhà mình. Lần cuối hít vào, vươn tay phải lên cao. Thở, luồn tay phải qua nách trái, lần này mới hạ xuống nào. Lần này hạ vai phải, rồi hạ luôn cái má phải chúng ta xuống dưới thảm, siết sau bụng rốn lại. Tay trái hít vào, nâng tay trái lên, mắt nhìn theo tay. Hít sâu thở chậm đi nào cả nhà mình. Từ tư thế này, hít vào đá chân trái lên. Tay trái chúng ta vẫn hướng lên trần cả nhà, tay trái vẫn hướng lên trần. Đá chân trái lên, hướng thẳng chân trái lên trần đi nào. Giữ thăng bằng và mở vai chúng ta ở đây. 3, 2, 1. Co gót chân trái về mông, co gót chân trái về mông, nắm lấy được cái tay của mình, tay mình nào nắm lấy được cái cổ chân chúng ta, giữ thăng bằng. Tiếp tục hít vào, kéo bung tay chân mình lên, mở tiếp rộng cái vai bên trái của mình ra, giữ. 3, siết sau bụng rốn lại. Thăng bằng ở phía, thăng bằng một bên ha. 2, 1, thở, hạ tay chân xuống thảm, rồi nâng người lên lại về tư thế cái bàn.
Thở hết hơi ra nào. Hít sâu thở chậm. Hít sâu thở chậm đi, chúng ta nghỉ ở đây. Ba hơi nào. Siết bụng lại, nâng hông lên. Tú Văn ơi, ở tư thế này cơ thể mình trên một trục thẳng nào. Nâng hông lên. Hít sâu thở chậm đi. Rồi chân trái chuẩn bị, hít đá chân trái ra sau. Co cái chân mình lại. Đúng rồi. Để cho từ cái cổ chân đến đầu gối chúng ta trên một trục thẳng, và từ đầu gối đến phần hông chúng ta trên một trục thẳng. Lòng bàn chân hướng lên trần, mũi chân đạp mạnh ra sau. Rút sâu bụng thanh đài, rút bụng lại, nâng hông lên. Đúng rồi, dùng một lực ở lòng bàn tay, đẩy cái bả vai lên cao, đừng có hạ vai chúng ta xuống. Thở, hạ. Chân không chạm sàn, lần thứ nhất. Hít hai, nâng lên. Căng cái cơ đùi chúng ta lên cả nhà. Thở, hạ. Không chạm sàn lần hai. Lần cuối hít vào, nâng chân lên. Đạp mạnh mũi chân ra sau để lòng bàn chân hướng lên trần cả nhà. Co nhẹ cái chân mình lại để chân chúng ta vuông góc Ngọc Ánh, chân mình không có đạp thẳng ra sau. Thở, hạ, chân đẩy người về phía trước, co gối chạm trán, thở hết hơi ra. Lần này thì duỗi mũi chân ra, cố gắng gù cao lưng lên, gối chạm được trán nào cả nhà mình. Giữ, 5, 4, 3, 2, 1, tiếp tục, đá chân lên. Vẫn giữ tư thế cũ cả nhà, co chân lại. Đúng rồi, tay phải hít, vươn tay phải lên cao. Kẹp sát mang tay. Co tay phải, nắm được cổ chân trái của mình. Siết sau bụng rốn lại, giữ thăng bằng cả nhà. Hít vào một hơi, kéo căng cơ thể, mở rộng cái vai phải của mình ra hơn nữa nào. Kéo cao chân lên nữa chị Thu. Cố gắng nào, dùng lực siết bụng, nâng hông, kéo cao chân chúng ta lên nữa nào. Hít sâu thở chậm đi cả lớp. 3. Tú Văn kéo chân chúng ta hơn nữa, kéo cả vai lên cao hơn nữa nào. Sơn Trần. 2. 1. Thở, hạ chân, hạ tay xuống nhẹ nhàng. Ổn định lại tư thế, hít vào vươn tay trái lên cao. Vươn sang ngang á cả nhà. Thở luồn tay trái qua nách phải. Hít vào nâng lên. Vươn tay trái sang ngang. Thở luồn tay trái qua nách phải lần hai. Siết sau bụng rốn lại, hít vào nâng lên. Vươn tay sang ngang ở Linh Vũ, kéo căng cái tay sang ngang. Thở, luồn qua nách phải lần cuối. Lần này hạ vai, hạ thái dương phải xuống thảm. Đặt tay xuống thảm luôn cả nhà. Siết sâu bụng lại, chỉnh cơ thể lúc này. Rồi tay trái vươn lên. Vươn lên, tay phải vươn lên. Mắt nhìn theo tay nào. Ở tư thế này hít vào đá chân phải lên cao. Đúng rồi cả lớp. Co nhẹ tay, nắm lấy được chân của mình. Tay phải nắm cái chân phải của chúng ta đây nào. Cổ chân phải đâu? Đúng rồi.
chỉnh thăng bằng, siết sâu bụng lại mới giữ được thăng bằng cả lớp ha. Siết sâu bụng lại tôn lý. Rồi, nắm được rồi, kéo căng bung tay chân của mình hết mức có thể đi nào. Kéo, mở rộng cái file chúng ta ra hơn nữa. Hít sâu, thở chậm. Đúng rồi cả lớp, giữ ở đây. 3, 2, 1, thở, hạ tay, hạ chân xuống nhẹ nhàng. Nâng người mình lên nào, về lại tư thế cái bàn. Thở hết hơi ra. Hít sâu, thở chậm đi cả lớp mình. Rồi chúng ta chuẩn bị vào tư thế đẹp đẹp một xíu ha. Cuối giờ để chúng ta chụp hình nào. Ai có mồ hôi chúng ta lau mồ hôi. Rồi chúng ta nghỉ một xíu, hít sâu thở chậm. Đừng có nhả cơ nhả thế hết ha cả nhà. Vẫn giữ đó nào. Hít sâu thở chậm đi nào. Rồi. Hơi đẩy nhẹ người về phía trước, hạ ngực giữa hai tay. Về tư thế con chó nhỏ, hạ được ngực xuống sàn cả nhà. Hạ được ngực xuống sàn luôn. Chị Thu hơi lùi cái mông ra sau một xíu để cho cái mông chúng ta song song với cái gối của mình. Chạm được ngực xuống dưới sàn. Bò hai tay dài về phía trước. Bò hai tay dài về phía trước nào. Chưa coi, đúng rồi. Lê Hương đẩy cái mông ra sau một xíu Lê Hương, hoặc là thu cái gối về. Thu cái gối về gần ngực á, thu gối về gần ngực. Đúng rồi. Thu gối về gần ngực nào cả lớp mình. Đúng rồi chị Hoa Sen, đúng rồi ha. Ở tư thế này phải đặt được cái ngực xuống sàn ha. Và nếu mà ở tư thế này mà ngực chúng ta có vấn đề, hoặc là ai mà sửa ngực gì thì chúng ta không làm nha cả nhà mình. Nó chống chỉ định ở tư thế này ha, từ vì ngực của chúng ta áp xuống sàn rất là sâu. Rồi, hai tay vươn ra ngang. Lần này hai tay vươn ra ngang cả lớp. Rướn cái cằm về phía trước để cho giống như là cái cơ cổ của mình áp chặt được xuống sàn luôn á cả lớp mình. Rướn cằm. Vươn cằm chúng ta hơi sâu dài về phía trước nào. Hai tay vươn ra ngang, vươn tay ra ngang cho đẹp đi cả nhà mình. Chị Kim Cúc hơi đẩy cái tay lên trên một xíu để chúng tay chúng ta dang ngang nào. Hạ tay mình xuống thảm, đừng có nâng tay lên ha, vuông dang ngang thôi mà hạ xuống thảm. Đúng rồi. Rồi, chân phải chuẩn bị hít đá chân phải lên cao. Áp chặt lòng bàn tay xuống thảm, đá chân phải lên. Đúng rồi cả nhà. Rồi co nhẹ chân lại giống như hồi nãy chúng ta ở tư thế cái bàn. Đúng rồi. Lòng bàn chân hướng lên trần. Rồi. Giữ tư thế đó nào. Hít sâu thở chậm đi cả nhà. Cái cam của chị Thu nó không có. Rồi lần này ha. Siết sâu bụng lại nè. Chúng ta nâng cao hơn nữa nào. Nâng cái chân trái lên. Mũi chân trái chạm vào đầu gối phải. Mũi chân trái, rồi lần này vút luôn cái mũi chân phải lên trên trần. Vút luôn mũi chân phải lên trên trần. Hai tay chúng ta dang ngang. Hít sâu thở chậm. Ok. Vút cao chân lên cả lớp. Rồi bây giờ chúng ta nâng cao hơn nữa nào. Đúng rồi, nâng cao hơn nữa, tay phải, hướng tay phải ra sau, hạ gót chân hơi thấp xuống, nắm chân phải được vào cổ tay phải. Đúng rồi, chết rồi, sụp rồi. Cái mũi chân trái chúng ta vẫn đặt ở trên gối phải cả nhà, mũi chân trái đặt lên gối phải, chị Hạnh hướng vô một xíu nào, đúng rồi. Rồi, nắm được rồi, chúng ta nâng tay còn lại nắm vào chân luôn cả nhà. Cố gắng lên. Cố gắng lên. Rồi, bây giờ nắm.
Đang chụp hình cho chị Hạnh. Để xem lớp mình ai làm được ha. Từ từ nào. Đây, Ngọc Ánh. Thay tiêu điểm. Ở động tác này nó hơi nâng cao. Đúng rồi, Ngọc Ánh. Chị Ngọc Ánh bắt đầu kéo bung tay chân mình ra. Căng hết mức có thể. Đúng rồi, căng hơn nữa nào. Siết sâu, căng. Đúng rồi, đẹp lắm. Rồi, Ngọc Ánh xong ha. Ai xong thì thả xuống nào. Bây giờ ai nào. Đây, Tú Văn. Đúng rồi, Tú Văn. Nắm luôn cả hai tay vào ha. Ai tốt nắm hai tay vào. Không tốt thì chúng ta giấu một tay một bên để chúng ta chụp hình. Rồi, ai xong rồi, Tú Văn xong rồi nào. Thay tiêu điểm nào. Tôn Lý, đúng rồi, Tôn Lý. Rồi, tiếp tục. Chị Hiền Trần, Sơn Trần đâu nào, Nguyễn Hoàng, chị Hoa Sen đâu nào. Hoa Sen nằm rồi hả? Hay tiêu điểm. Đúng rồi, ở động tác này chúng ta hơi mở hơi nhiều ha. Đúng rồi, chị Thu làm đi. Rồi, chị Hiền Trần bung tay bung chân lên. Bung mạnh lên. Đúng rồi. Bung mạnh lên nữa nào. Đúng rồi. Rồi. Chị Đào nào. Đào thay tiêu điểm. Đúng rồi. Siết sau. Cố gắng lên. Rồi, nắm được rồi Đào ơi. Chị Đào ơi, cố gắng bung tay. Bung tay bung chân. Bung ra. Không phải. Nắm vô nhưng mà bung. Rồi nắm lại đi, nắm lại đi, nắm vô lại. Tội ghê gớm. Rồi, đẩy mạnh cái gót chân xe mông. Đẩy mạnh gót chân xe mông. Gót chân đâu, đẩy mạnh xe mông. Đúng rồi. Được nữa không? Rồi, rồi. Rồi, đào xong rồi. Sơn Trần nào. Rồi, Sơn Trần. Đâu rồi, chưa chụp hình. Chị Như Hạnh làm chưa? Chị Như Hạnh vô thế đi. Đúng rồi, chạm nhẹ cái mũi chân vào cái mũi chân ở dưới á, mũi chân trái chạm vào cái đầu gối phải. Mũi chân trái chạm vào đầu gối phải Sơn Trần. Chạm mũi chân, đúng rồi, chạm lên. Rồi đưa tay ra sau nắm. Ai chưa được chúng ta cứ từ từ ha, thay tiêu điểm nào. Đúng rồi chị Thu. Nắm đi. Rồi, cố gắng được rồi, bung cái gót chân xa cái mông. Rồi. Chị Thu xong ha, hết giờ rồi, bây giờ ai làm được thì mới chụp hình nha. Đúng rồi chị Như Hạnh. Đúng rồi chị Như Hạnh tốt lắm. Rồi. Rồi. Xong rồi chị Như Hành, ai nữa nào, rồi chúng ta đổi Lê Hương, Nguyễn Hoàng, Kim Cúc nào. Ai xong rồi mình đổi bên đi cả nhà ha, cái thế này vô dễ. Ai xong rồi mình đổi bên nào cho để chúng ta bị lệch một bên nha. Đổi chân đi cả lớp mình. Đúng rồi Kim Cúc, nắm đi, tấp chân gót chân ra xa mông. Đúng rồi. Nắm được hai tay thì nắm, không được thì chúng ta cứ nắm cái tay nào ở phía màn hình để che lại cũng được. Rồi Kim Cúc xong rồi, đổi bên đi. Lê Hương nè. Lê Hương. Hai tay dang ngang đi Lê Hương, nắm không được thì hai tay dang ngang. Hai tay dang ngang. Hít sâu thở chậm. Ai nữa không? Rồi cả lớp mình ơi, đổi bên ha. Đổi bên. Không làm được thì cũng không sao ha. Chúng ta lần sau chúng ta làm được nha. Không sao cả nhà. Nguyễn Hoàng. Rồi vươn tay nắm. Một tay trước cả nhà. Từ từ một tay trước.
Rồi siết bụng lại. Ở đây vừa giữ thăng bằng còn phải vừa có độ dẻo nữa ha. Rồi nắm tay đó đi, nắm một tay trước, đừng có nâng một lần hai tay, nó sẽ mất thăng bằng của mình. Nghỉ ngơi. Dạ, rồi. Cô Dung Ninh đâu? Cái cam của cô Dung bị quay ngược mất rồi cô ơi, cái cam của mình nó không có nhìn thẳng được rồi. Rồi Ngọc Ánh đổi bên rồi kìa. Đúng rồi. Rồi xong ha, cái lớp mình ai chúng ta có nhu cầu chụp ở cái tư thế này nó cũng hơi khó ha. Rồi, thư giãn đi cả nhà mình. Xoay người nằm ngửa đi lớp. Xoay người nằm ngửa. À. Vẫn nằm sấp, chúng ta trả cơ cái đà cả nhà hướng về tư thế em bé đi cả lớp, về tư thế em bé trả cơ nào, về tư thế em bé. Ở động tác này chúng ta uốn cong lưng và cái cơ cổ, cái cằm mình hơi nhiều nha. Rồi, chống toàn bộ cái đỉnh đầu xuống dưới sàn. Lần này không có trán nữa, đỉnh đầu chống xuống dưới sàn. Nâng mông lên. Đỉnh đầu chống xuống dưới thảm. Đúng rồi, nâng mông lên, đỉnh đầu chống xuống thảm, nâng mông, nhìn mẫu hay cả lớp mình. Ai chưa được chúng ta nhìn mẫu. Chị Như Hạnh đang làm mẫu á chị, cứ để nguyên màn hình đó, lớp đang nhìn chị. Rồi rồi co nhẹ cái gót chân vào mông, hai tay nắm lấy cái cổ chân của mình, trả toàn bộ cái cơ cổ chúng ta ở đây và trả cái lưng, phần lưng cho mình. Hít sâu thở chậm đi cả lớp, kéo cái gót chân về sát mông hơn nữa, đỉnh đầu chạm sát sàn, rút sâu bụng rốn lại nhá. Giữ 3, 2, 1. Rồi buông thế đi cả nhà mình. Xoay người nằm ngửa. Nâng hai chân, hai tay cách sàn 5 cm. Để cái chân mình thẳng ra cả nhà, chân mình chúng ta vẫn thẳng, thẳng chân, đúng rồi, mũi chân duỗi, nâng tay nâng chân cách sàn, duỗi căng bẻ gập, duỗi căng rồi gập lại nào, nắm nắm tay lại, nắm chắc, nắm đấm tay lại, đúng rồi, duỗi căng căng tay căng chân luôn cả lớp mình, căng tay thì mở nắm tay ra, đúng rồi, bẻ gập gập mũi tay gập chân, rồi thở thả mạnh tay chân xuống dưới sàn, thả mạnh. Đúng rồi, lần nữa, nâng tay chân cách sàn. Duỗi căng bẻ gập. Duỗi căng thở hạ tay chân xuống thảm. Rồi tách nhẹ tay chân chúng ta thư giãn nè. Hít sâu thở chậm. Hít sâu thở chậm. Bữa nay chúng ta chụp hình hơi bị nhiều cho nên mình hết giờ ha. Mời cả lớp mang ý thức quay trở lại căn phòng. Rung lắc nhẹ đôi chân. Cử động nhẹ đôi tay. Hai chân khép sát. Hai tay vươn qua khỏi đầu. Hít một hơi thật sâu, vươn căng, duỗi căng toàn bộ cơ thể ra. Thở, hạ tay xuống nhẹ nhàng. Mời cả lớp co gối trái, nghiêng người sang phải, chúng ta ngồi dậy. Mắt vẫn ngồi về phía màn hình cả nhà mình. Rồi hai tay chắp trước ngực. Cầm về sát ngực. Chúng ta cùng cầu nguyện. Hít một hơi thật sâu.
thở một hơi thật chậm. Trong tâm tôi luôn niệm câu Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti có nghĩa là cầu bình an. Tôi cầu bình an cho bản thân, cho gia đình, cho bạn bè. Tôi dùng tâm trí hai tay đặt lên trán, linh hồn hai tay đặt trên môi và trái tim hai tay đặt trước ngực, cầu bình an cho tất cả mọi người trong khán phòng này và trên thế giới này. Cúi đầu chào nè cả lớp, Namaste. Xin chào cả lớp một lần nữa. Cảm ơn cả lớp rất là nhiều. Buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc ạ. Chúc cả lớp một ngày tràn đầy năng lượng ha. Cảm ơn cô. Chào cả lớp. Hoa sen sao bữa nay thấy yếu yếu à? Vô thế không? Không vô thế đó chụp.